Hiện nay trên địa bàn tỉnh chưa có ca bệnh COVID-19 trong cộng đồng, song nguy cơ xuất hiện dịch bệnh vẫn rất cao. Trong khi đó, một vấn đề đáng quan tâm là công tác thu gom, xử lý chất thải tại các nơi công cộng, khu cách ly tập trung, bệnh viện còn gặp nhiều khó khăn, cần phải có giải pháp căn cơ để giảm thiểu nguy cơ lây lan dịch bệnh. Những chiếc khẩu trang y tế đã qua sử dụng không được bỏ đúng nơi quy định, không những làm mất mỹ quan đô thị, khiến công việc thu gom rác vất vả hơn, mà còn tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh rất lớn. Nhưng mà ngoài cái rác thải sinh hoạt, chúng tôi thấy dần một số ý thức là của người dân là rất kém. Khẩu trang họ đeo xong nó vất bừa bãi, chỗ nào đi đến đâu là cũng thấy khẩu trang vất như này. Mà đang trong cái tình hình dịch COVID-19 rất phức tạp, cơ quan chức năng có thẩm quyền ấy là bây giờ phải phạt hoặc là có cái hình thức xử lý thế nào với những người mà chưa có ý thức như thế đấy, để cho môi trường nó được xanh sạch đẹp, để chung tay góp sức là đẩy lùi dịch bệnh. Tại các bệnh viện, khu cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh, mặc dù chất thải nguy hại đều được thu gom theo quy trình nghiêm ngặt, phòng tránh lây nhiễm, nhưng do chưa có hệ thống xử lý tại chỗ nên phải thuê vận chuyển đi nơi khác xử lý. Trong cái quá trình điều trị cũng như sinh hoạt thì những cái rác thải của bệnh nhân, những cái rác thải nguy hại có nguy cơ lây nhiễm rất là cao. Nên là cái việc mà thu gom xử lý rác thải thì cũng rất là cần chú ý. Thì bản thân tôi cũng quán triệt anh em, nhất là cái rác thải nguy hại đấy, thì cũng thực hiện đúng cái quy định. Và cái khâu quan trọng nhất thì đây sẽ không xử lý được trực tiếp tại chỗ, thì cũng có phối hợp với cái đơn vị thu gom cái rác thải y tế nguy hại này có nguy cơ lây nhiễm để đảm bảo an toàn, không để phát tán cái mầm bệnh ra xung quanh. Số người cách ly đông, lượng rác thải sinh hoạt, rác thải y tế tại các cơ sở cách ly tập trung tăng cao, tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm chéo và lây nhiễm ra cộng đồng. Trong khu cách ly của chúng tôi thì những người đi ở vùng dịch về là tương đối là đông, có khó khăn. Thì để đảm bảo công tác vệ sinh môi trường, có hai loại rác thải ạ. Rác thải thứ nhất là rác thải nguy hại như khẩu trang này, quần áo bảo hộ này, còn rác thải thông thường. Để đảm bảo công tác vệ sinh môi trường thì hàng ngày chúng tôi hướng dẫn người cách ly sẽ phân rác ra thành hai loại, chúng tôi sẽ đi thu gom và đưa vào đúng nơi quy định để tránh cái tình trạng lây chéo giữa người này sang người khác. Dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, đồng nghĩa với lượng chất thải tăng theo, vì vậy đòi hỏi mỗi người dân cần nâng cao ý thức phòng chống dịch, không vứt khẩu trang bừa bãi ngoài đường. Đối với chất thải y tế trong bệnh viện, khu cách ly tập trung, về lâu dài, ngành chức năng cần phải có giải pháp để xử lý, góp phần hạn chế nguy cơ phát sinh và lây lan dịch bệnh.